Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải game trên PC, máy tính với giả lập Nox Player. Bước 1, bạn hãy bấm vào link website ở trong mô tả hoặc bình luận ở video này. Bước 2, bấm vào tải giả lập. Khi tải xong, bạn hãy bấm chuột vào file nằm ở dưới góc trái và chọn vào nút cài đặt để cài đặt giả lập lên máy tính. Bước 3, khi cài đặt xong thì bạn hãy mở giả lập này lên để sử dụng. Và vì tôi đã cài đặt giả lập này rồi, không cần phải cài đặt lại, cho nên tôi sẽ tắt bảng cài đặt này. Bước 4, khi mở giả lập lên, bạn hãy bấm vào ô tìm kiếm và viết tên game, sau đó bấm Enter, và chọn vào game, sau đó bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập, thì bạn hãy sử dụng tài khoản Google. Đăng nhập xong thì bạn sẽ được chuyển đến phần tải game, thì bạn bấm vào nút cài đặt, để tải game. Và vì tôi đã đăng nhập trước đó rồi, cho nên bước này tôi không cần đăng nhập. Bước 5, khi tải xong, thì sẽ hiển thị nút Open, Play, thì bạn hãy bấm vào và có thể bắt đầu chơi được game trên máy tính rồi. Lưu ý, hãy mở giả lập này vào ngày hôm sau để giả lập tự động tối ưu hóa game, giúp bạn chơi game mượt mà hơn. Nếu có thắc mắc, lỗi sử dụng, hãy để lại bình luận, mình sẽ giúp cho.